có vô một cái mà nó tốt thì nên coi lại cái vấn đề của phân khúc cơ nó có được không. Nếu mà có vô tốt thì nên coi lại cái phân khúc cơ. Nè, còn cái quan trọng phân khúc cơ là gì? Nó là một cái nền môi trường cả đồng đất để phát triển, để cây lên nha các bạn, để cây lên thì nó phát triển, môi trường thoáng để cây phát triển, vi sinh vật có lợi phát triển, dinh dưỡng được chuyển lại trong đất. Bỏ này cây ca vô đâu phải lúc đấy ăn một ngày hai ngày là hết bao nhiêu cây ca đâu. Nó ăn không hết thì sao? Ăn không hết thì nó nửa trôi. Lúc nãy tôi chiếu cái hình mà nâng cái đường một cây ca nó đi. Do đó mình bắt buộc phải có một cái môi trường gì, cây ăn từ ngày này qua ngày khác, ăn ít nhất là một tháng, 30 ngày đến 45 ngày thì nó mới hết cân. Thì tới mình mới tới một cái đường bỏ bỏ khác. Còn nếu không bây giờ cứ ngày 7 ngày cái cây không tốt quá ra, ê cho tôi bỏ phần, ê cho tôi bỏ phần. Những ngày kia biết sản xuất tăng lên một phút mà trong khi hiệu quả không có. Đây là cái hình phóng đại nếu mà sử dụng hữu cơ ha. Vậy thì cái giá trị hữu cơ nó nằm ở đâu? Đây, nếu mà cái vườn nào mà bỏ hữu cơ thì các bạn thấy là dinh dưỡng bỏ vô này nó được, cây không ăn hết thì nó được cái keo của nó giữ lại. Còn nếu mà không bỏ rửa trôi thẩm thấu, nếu mà nó xuống rồi nó không có keo đó giữ lại thì thẩm thấu đi luôn. Hai vai trò ha, giữ nè, tạo một cái môi trường để phát triển nè, giữ dinh dưỡng. Nó còn cái vai trò lớn hơn, nhưng mà cái vai trò đó để phân tích nó kỹ hơn rồi này.